Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết các đội bắn tỉa của nước này đã thực hiện thành công hai nhiệm vụ trong ngày qua. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn phim được cho là ghi lại hoạt động của các tay súng bắn tỉa ở Donbass, nơi họ đang hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra của Moscow. Một đoạn clip cho thấy một cặp xạ thủ đang tiêu diệt một đội súng máy Ukraine cản trở đơn vị tấn công của Nga tiến về phía trước. Đoạn video đen trắng ngắn ghi lại khoảnh khắc một trong những tay súng bắn tỉa thực hiện cú bắn của mình trong một khu rừng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cặp đôi xạ thủ này phải băng qua các bãi mìn để tiếp cận mục tiêu và thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh Ukraine liên tục pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tay súng bắn tỉa đã bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 1 km. Một trong những tay súng bắn tỉa đã vào vị trí có khoảng cách với mục tiêu là 750 mét, đồng thời nói thêm rằng anh ta đã loại bỏ tay súng máy ngay từ phát súng đầu tiên. Người đàn ông được xác định bằng biệt danh The Ben cũng cho biết trước đó anh ta đã bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.500 mét. Một đoạn video khác cho thấy một nhóm lính bắn tỉa riêng biệt được trang bị súng trường cỡ lớn phục kích một đơn vị Ukraine đang tìm cách củng cố tiền tuyến. Đoạn clip cho thấy một nhóm đàn ông mặc đồ giàn di và được trang bị lưới trang trí đang bố trí vị trí trong bụi rậm. Sau đó có thể thấy một trong số họ đang bắn một vài phát đạn. Đoạn clip sau đó chuyển sang cảnh đen trắng, có lẽ được quay bằng máy ảnh mà các tay súng bắn tỉa mang theo bên mình, cũng như từ một máy bay không người lái bay trong khu vực. Phần thứ hai của video cho thấy một nhóm binh sĩ Ukraine di chuyển qua bụi rậm ở một khoảng cách nhất định với các tay súng bắn tỉa, trong khi quân đội Nga đang bắn vào họ. Theo Bộ Quốc phòng, lực lượng Nga đã phát hiện ra một con đường được Kiev thường xuyên sử dụng để bổ sung quân tại mặt trận ở phía nam Donetsk. Sau đó, các tay súng bắn tỉa được triển khai để mai phục và làm gián đoạn hoạt động này. Lực lượng Moscow đang tiếp tục các chiến dịch tấn công ở Donbass và vùng Đông Bắc Kharkov. Quân đội Nga đã liên tục tiến về phía trước kể từ khi chiếm được thị trấn chiến lược Avdiivka vào tháng 2. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát tổng cộng 4 ngôi làng ở Donetsk và Lugansk, cũng như ở vùng Kharkov chỉ trong tuần qua. Thưa quý vị, Tổng tư lệnh Ukraine, Đại tá Oleksandr Syrsky đã nói với tờ The Guardian rằng các máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây tài trợ cho Ukraine có khả năng dễ bị tổn thương trước lực lượng không quân và phòng không vượt trội của Nga. Máy bay có thể sẽ được sử dụng để tăng cường phòng không cho Ukraine, tướng Syrsky tuyên bố, đồng thời thừa nhận rằng việc sử dụng chúng vẫn sẽ bị hạn chế. Các máy bay chiến đấu sẽ phải ở cách tiền tuyến ít nhất 40 km trở lên để tránh bị lực lượng Nga bắn hạ, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Anh được công bố ngày 24 tháng 7. Theo ông Syrsky, Moscow có hàng không vượt trội và hệ thống phòng không rất mạnh đã buộc Kiev phải ngày càng dựa nhiều vào loại máy bay không người lái thay vì máy bay. Vị tướng này cũng thừa nhận rằng quân đội Nga lớn hơn và được trang bị tốt hơn nhiều so với quân đội Ukraine. Khi nói đến trang bị, có tỷ lệ 1-2 hoặc 1-3 nghiêng về phía họ. Kiev vẫn chưa nhận được máy bay quân sự đầu tiên do Mỹ sản xuất. Năm ngoái, một nhóm các quốc gia NATO bao gồm Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Canada, Luxembourg, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani và Thụy Điển đã thành lập cái gọi là Liên minh F-16. Sau đó, Hy Lạp, Mỹ, Bulgaria và Pháp đã tham gia. Một số thành viên liên minh đã cam kết cung cấp cho Kiev máy bay phương Tây từ kho dự trữ của họ, trong khi những người khác đào tạo phi công Ukraine. Chính phủ Hà Lan sắp mãn nhiệm đã tuyên bố vào đầu tháng 7 rằng họ đã hoàn tất các công tác chuẩn bị cho việc chuyển giao máy bay F-16 của mình, đồng thời nói thêm rằng việc này sẽ sớm diễn ra. Amsterdam đã cam kết sẽ gửi tổng cộng 24 máy bay. Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng mức độ hỗ trợ ngày càng tăng mà các quốc gia NATO dành cho Kiev khiến họ trở thành những người tham gia thực tế vào cuộc xung đột đang diễn ra. Các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin, đã mô tả cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm do khối này tiến hành chống lại Nga. Moscow đã nói rằng F-16 sẽ không thay đổi kết quả của cuộc xung đột giống như các vũ khí phương Tây khác cung cấp cho Kiev. Quân đội Nga sẽ phá hủy các máy bay như đã làm với các thiết bị khác của Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vào đầu tuần này. Một công ty tư nhân của Nga thậm chí còn trao giải thưởng 15 triệu rúp, tương đương 170.000 đô la Mỹ, cho người phá hủy chiếc máy bay F-16 đầu tiên do Mỹ sản xuất trong cuộc xung đột.
Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 7 thông báo rằng hai đoàn tàu quân sự của Ukraine chở hàng chục thiết bị quân sự đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, đồng thời chia sẻ cảnh quay bằng máy bay không người lái về cuộc tấn công. Các đoàn tàu chở thiết bị và nhân sự của Lữ đoàn Cơ giới số 41 đã được phát hiện tại một nhà ga đường sắt gần thị trấn Bavenkovo, nằm gần biên giới giữa vùng Kharkov của Ukraine và Cộng hòa Nhân dân Donetsk của Nga. Bộ này cho biết mỗi đoàn tàu gồm ít nhất 20 toa xe sàn phẳng. Cảnh quay hồng ngoại do máy bay không người lái giám sát ghi lại cho thấy một tên lửa đạn đạo được phóng từ bệ phóng Iskander-M đã tấn công nhà ga với nhiều đám cháy được quan sát thấy trên mặt đất sau khi trúng đích. Cuộc tấn công này được theo sau bởi một cuộc tấn công khác với một tên lửa tấn công đoàn tàu thứ hai, cảnh quay cho thấy. Theo ước tính của quân đội, có hơn 60 thiết bị quân sự, bao gồm 14 xe chống mìn chống phục kích International Max Pro do Mỹ sản xuất và 10 xe bọc thép chở quân Rochelle Senator do Canada sản xuất, cũng như các loại xe bọc thép và xe mềm khác. Có tới 240 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc tấn công. Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào lực lượng Ukraine đang tái triển khai, tấn công các đoàn tàu quân sự và đoàn xe vận tải, gây thương vong nặng nề và thiệt hại cho lực lượng Kiev. Hơn 780 quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine chính thức mất tích từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024 tại làng Krynky, vùng Kherson, bên tả ngạn sông Dnieper. Ấn phẩm Investigative Info của Ukraine đã tuyên bố, trích dẫn từ dữ liệu cảnh sát Ukraine, thống đốc vùng Kherson Vladimir Sado báo cáo vào tháng 2 rằng Krynky và khu vực xung quanh đã được dọn sạch, nhưng các nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đổ bộ lên một trong những hòn đảo vẫn tiếp tục. Trước đó một chút cũng vào tháng 2, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga khi đó là Sergei Shoigu đã báo cáo rằng có 4 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine thuộc thủy quân lục chiến ở Krynky được giao nhiệm vụ tiếp cận bờ biển phía Tây Crimea. Theo ông, thiệt hại của đối phương ở đây lên tới 3,4 nghìn người. Sau đó vào cuối tháng 5, Sando đã báo cáo rằng những phát hiện khủng khiếp tiếp tục được phát hiện ở làng Krynky, những tầng hầm rải rác các thi thể của binh lính Ukraine. 788 người đàn ông đã được tìm kiếm chính thức mất tích ở đó trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2023 đến cuối tháng 6 năm 2024. Cùng lúc đó, số quân nhân thiệt mạng được đưa ra khỏi đó trong khoảng thời gian này chỉ 262 người. Ấn phẩm nhấn mạnh, đồng thời vào tháng 7, điều phối viên của lực lượng ngầm Nikolav Rabotino đề cập đến việc các đồng nghiệp của mình nói với RIA Novosti rằng các binh lính Ukraine đang bắn với những đồng nghiệp đang cố gắng đầu hàng ở ngay trên đường phố. Ấn phẩm Strana của Ukraine viết vào tháng 4 rằng các tòa nhà ở vùng Kherson đã bắt đầu tuyên án đối với các quân nhân vì từ chối thực hiện mệnh lệnh chỉ huy trong nỗ lực giữ các chức vụ ở làng Krynky. Theo ấn phẩm, một người lính thủy đánh bộ đã bị kết án 5 năm tù ở Ukraine vì từ chối thực hiện mệnh lệnh bảo vệ biên giới phía nam Krynky trước tòa. Anh ta giải thích điều này với sự lo sợ cho tính mạng của mình. Ngay trong tháng 5, RIA Novosti đã thu được một đoạn video từ các tầng hầm ở Krynky rải rác những thi thể của người lính Ukraine đã chết. Sando đưa tin, đoạn video do cơ quan báo chí của người đứng đầu khu vực cung cấp được các quân nhân của các lực lượng xung kích quay vào ngày 24 tháng 5 năm 2024. Đoạn phim cho thấy thi thể của các binh sĩ Ukraine mặc quân phục và thiết bị đã bị chết chất đống thành một cách hỗn loạn. Vùng Kherson nằm ở hạ lưu sông Dnieper. Khu vực này trở thành chủ đề của Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân Ý vào tháng 9 năm 2022. Hiện tại, 75% diện tích vùng Kherson nằm bên dưới sự kiểm soát của Nga và một phần hữu ngại sông Dnieper, bao gồm cả thành phố do quân đội Ukraine nắm giữ. Một đoạn video đã hé lộ chạm trán tầm gần giữa chiến đấu cơ F-18 của không quân Tây Ban Nha và tiêm kích Sukhoi Su-30 của Nga trên biển Baltic. Căng thẳng giữa các quốc gia thành viên NATO, bao gồm Tây Ban Nha với Nga, đang ở mức cao liên quan tới xung đột ở Ukraine. Theo tờ Newsweek, hôm 16 tháng 7, trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, một tài khoản đã cho hay đoạn video do phi công lái chiến đấu cơ đa năng Su-30SM của lực lượng không quân Hải quân Nga ghi lại trên biển Baltic cho thấy cuộc chạm trán tầm gần giữa chiến đấu cơ EF-18A Hornet của không quân Tây Ban Nha đang làm nhiệm vụ kiểm soát hàng không Baltic, cất cánh từ Shetland của Litva. Tuy nhiên, một số người đã cho rằng chiếc F-18 này có thể là của Phần Lan. Hiện tại NATO và Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Hồi tháng 4, NATO đã thông báo Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã triển khai các đội máy bay chiến đấu tham gia sứ mệnh nhằm bảo vệ bầu trời trên biển Baltic kéo dài đến cuối tháng 7. NATO tuyên bố hôm 11 tháng 4,
rằng các biệt đội chiến đấu cơ của Không quân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã chỉ huy nhiệm vụ kiểm soát hàng không Baltic của NATO hoạt động ngoài Solent, Litva. Trong vài ngày, Tây Ban Nha đã tiến hành đợt điều động cảnh báo đầu tiên. Cả hai biệt đội sẽ thực hiện các nhiệm vụ cho đến cuối tháng 7. Chỉ huy biệt đội Tây Ban Nha Trung tá Pablo Estrada đã cho biết đây là lần thứ tư Tây Ban Nha đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát hàng không Baltic. Trong khi đó, Trung tá Jose Diaz, chỉ huy biệt đội Bồ Đào Nha cho hay nhiệm vụ lần này đánh dấu lần thứ 7 các tiêm kích F-16 của nước này được triển khai để bảo vệ bầu trời Baltic.